Bữa nay ở nhà cùng với bà xã cuốn bánh tráng ăn chơi cả nhà ơi. Sáng nay đi chợ mua đồ ăn, cái gặp được tép nè. Mua mớ tép, bún, nước mắm nè. Mình cũng cuốn một thứ tép thôi, không có thịt thà gì hết trơn á. Rau sống, đơn giản ăn tại nhà. Đây được mấy cuốn lên nè. Còn bánh tráng này nó quá mỏng mà cuốn nó bị bể. Dập miếng bún vô. Cuốn đơn giản này các bạn. Cuốn này để trưa buồn buồn cái ngồi ăn chơi cho đỡ buồn. Miếng bánh tráng này là nó quá mỏng rồi, sáng nay họ quên mua, ở nhà còn mớ bánh tráng này. Mỏng nó cuốn bị bể. Này tép, nước mắm tép này mình cháy nè, rất là ngon. Này ăn với bún không cũng được nữa nè, mình khỏi cuốn đó các bạn. Có giá nữa nè, rau rác cái mình để vô cái dĩa mình làm cũng ngon hấp dẫn lắm á các bạn. Để mình làm thử dĩa nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình lấy cái dĩa này các bạn, mình làm lại dĩa ăn chơi nha các bạn. Cuốn bánh tráng nó bị bể hết rồi, nhà chưa có đi mua bánh tráng. Đó, rau giá nè, còn giá ít, lấy ít thôi. Bún nè, bún sáng mình đi chợ mình mua về cái mình trụng nước sôi lại cho nó an toàn. Đây như đây thì hết rồi, cái mình lấy nữa tép rồi, nước tép đây, tép đi vô nè các bạn. Đó sao cũng được một dĩa bún ok nha các bạn. Nước mắm đây, nước mắm đây, mình nước mắm nè. Đó, nước mắm nè mình chan vô. Cái này có đậu phộng nữa ha, đậu phộng rồi hết đậu phộng hả? Rồi hết thôi. Hai giờ mình ăn này các bạn ơi, ngon quá. Bánh cuốn nè, cuốn giờ làm thử cái bánh cuốn nè. Ngon quá, mời các bạn ăn nha. Cái này mình cuốn ăn cũng được, còn hôm nữa mình làm cái dĩa gì là các bạn mình ăn nó cũng ngon nữa các bạn. Dân dã bình thường gọn lẹ, mua tép mua rau sống với bún về cái cháy tép lên lặt rau sống rồi có được món ăn, làm thêm nước mắm ớt nữa chua ngọt. Đơn giản mà ngon. Tép tép đồng mà và nó ngon, ngọt ngon.
Đây, dĩa tép. Còn này là cuốn bánh tráng nè. Thôi mình sẽ kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn lại những cái video sắp tới.